Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ 37, chiều 23 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2024 và kế hoạch kiểm toán năm 2025 của kiểm toán nhà nước. Qua báo cáo của kiểm toán nhà nước và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của kiểm toán nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động đã có nhiều đổi mới theo hướng đổi mới toàn diện, có đột phá, bám sát các quy định của luật kiểm toán, chiến lược phát triển của kiểm toán nhà nước và các chủ trương của đảng về lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu kiểm toán nhà nước tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch công tác năm 2024, tổ chức thực hiện tốt các nhóm giải pháp đề ra, đồng thời tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác kiểm toán, nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán và các kiến nghị, góp phần siết chặt kỷ luật kỳ cư tài chính, ngân sách, tiền tệ, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ đã xem xét báo cáo kết quả của đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội